Huỳnh Lập, Khẩu Chiến, Lê Nhân khi vào vai mẹ chồng, nàng dâu. Mẹ chồng Lê Nhân liên tục làm khó con dâu Huỳnh Lập từ việc dọn dẹp nhà cửa tới nấu ăn. Trong video, con dâu vượt ngàn âu lo. Diễn viên Huỳnh Lập và Lê Nhân, hay còn được biết đến với nghệ danh chị Kano, vừa vào vai mẹ chồng, nàng dâu trong phim ngắn Con dâu vượt ngàn âu lo. Cả hai có những màn đối, đáp căng thẳng nhưng không kém phần hài hước. Ngay từ lúc mới xuất hiện, con dâu Huỳnh Lập đã làm mẹ chồng chị Kano tức điên khi cà khịa bức chân dung của bà do AI vẽ. Cuộc khẩu chiến giữa hai mẹ con bắt đầu diễn ra. Cay cú với lời mỉa mai của con dâu, mẹ chồng liên tục tìm cách làm khó cô. Đầu tiên, bà thách thức cô vẽ chân mày cho mình nhưng đầu lại liên tục lắc qua, lắc lại. Sau đó, bà bắt cô quỳ dưới đất khiến con dâu phải vất vả mới hoàn thành. Chưa hài lòng với biểu hiện của con dâu, mẹ chồng bắt cô phải lau nhà sạch bong kim kíp với lý do bà bị OCD, rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Tuy nhiên, thay vì sử dụng đúng từ OCD, bà lại nói nhầm thành VCD. Ngay lập tức, mẹ chồng bị con dâu chỉnh lại khiến bà càng bực tức. Hết bắt vẽ lông mày tới lau nhà cửa, khi thưởng thức bữa trưa do con dâu nấu, bà lại tiếp tục làm khó cô khi đưa ra loạt câu hỏi như tại sao cơm lại mềm? Tại sao canh chua không ngọt? Tại sao cá kho không giòn? Tuy nhiên, khi thử tới món chả giò, mẹ chồng khó ăn, khó ở, lại im lặng. Tiếp đến, mẹ chồng lập tức đứng dậy khiến cô con dâu tưởng bà lại định hạnh huệ mình nên trong cơn nóng giận, cô cực lực chê trách thái độ, sự khó tính, khó chiều của mẹ chồng. Tuy nhiên, thay vì trách móc, căn vặn, bà lại hỏi Huỳnh Lập bí quyết để tạo nên món ăn giòn rụm và thơm ngon như vậy. Huỳnh Lập bật mí bí quyết nằm ở dầu ăn cao cấp Meiji Yangon. Loại dầu ăn này không chỉ giúp món ăn ngon giòn mà còn giữ được hương vị tự nhiên của thực phẩm. Cô con dâu đảm còn cho mẹ chồng biết với dầu ăn cao cấp Meiji Yangon, mọi món chiên đều trở nên hấp dẫn nhờ khả năng chịu nhiệt, hạn chế nguy cơ cháy khét, an toàn cho sức khỏe. Với khả năng làm món ăn trở nên hấp dẫn, dầu ăn cao cấp Meiji Yangon chiều lòng tiêu chuẩn nấu ăn của nhiều bà nội trợ, là lựa chọn tối ưu cho các món chiên giòn và được giới đầu bếp tin tưởng lựa chọn. Kết phim ngắn, tình cảm mẹ chồng, nàng dâu được gắn kết, mẹ chồng chị Kano hứa từ giờ sẽ đối đãi tốt với con dâu với điều kiện cô nấu món ngon cho bà mỗi ngày. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.